4. Duy trì trạng thái siêu Saiyan hoặc Saiyan God mà không hao năng lượng. Oh my god! Một khả năng kỳ lạ mà người Saiyan sở hữu là họ có thể duy trì việc biến hình trong một trạng thái tự nhiên nhất mà không bị hao mòn năng lượng, chỉ là luồng sáng cùng luồng điện quanh người biến mất mà thôi. Như là thằng Goku với Vegeta này không cần phải tốn tiền nhuộm tóc đi chơi Tết, mà nó cứ tự nhiên mãi như vậy, không bị đẩy về trạng thái tóc đen, dù cho quá trình biến hóa đã kết thúc rồi. Trong Dragon Super cũng có trường hợp tương tự như vậy, khi hình dạng Super Saiyan God của anh ta biến mất, trở về thành một thằng Saiyan hippie tóc xanh, chứ không phải là thằng Goku tóc đen. Ở trạng thái này, anh ta vẫn giữ sức mạnh cấp thần, nhưng lại không hao năng lượng và không có những quần sáng bao quanh mình. Điều này cho thấy rằng, với sự huấn luyện thích hợp thì hầu như không có một giới hạn nào mà một Saiyan không thể vượt qua được.